Dạ, như con đi tới quán cơm ăn một phần cơm 30.000 sẽ được tặng thêm một phần cơm thêm. Con ăn một phần cơm xong lại gọi thêm hai phần cơm thêm. Phần cơm thêm đầu miễn phí cộng phần thứ hai sẽ tính 5.000. Nhưng khi con gọi tính tiền thì nhân viên chỉ tính con tiền 30.000. Con hỏi, nếu nhân viên đó tính nhầm cho con mà con biết là tính nhầm phải trả 35.000 mới đúng thì con có phạm giới trộm cắp không? Rồi, nếu nhân viên đó tính nhầm cho con mà con không biết đó là tính nhầm. Nói chung á, nó là như vậy nè. Nó phải có cái sự thật cái đã. Tức là đó, cái người quý vị đi học lại giùm sư cái giới trộm cắp giùm sư. Sư đã có giảng rồi. Xem là cái giới trộm cắp. Một là của không cho. Hai, mình có ý muốn lấy. Quý vị hỏi coi mình, quý vị có ý muốn trộm cắp hay không? Cái thứ ba là mình có ra sức mình trộm cắp hay không? Và cái thứ tư là mình đã đạt được hay là chưa? Quý vị phải tự xét cái điều đó. Chứ còn mà cái này nói cái gì ta? Ở trong Tăng Chi á, Đức Thế Tôn nói là do chúng ta không khéo suy tư cho nên hoài nghi khởi lên. Muốn tránh được hoài nghi thì phải học rành rẽ về giới luật. Thành ra đó, nó chỉ có giải pháp là đi học lại về giới luật, học cho rành rẽ về giới không trộm cắp, học rành rẽ về các chi phần của nó và các ví dụ, sư có ví dụ ở trong đó. Khi mà quý vị rành rẽ rồi thì mình sẽ không còn hoài nghi nữa. Cái thứ ba là mình không có những cái suy tư không hợp lý như vậy. Thì khi mình không có những cái suy tư linh tinh á, thì mình sẽ không có rơi vào trạng thái hoài nghi. Đôi khi cái câu chuyện nó chỉ đơn giản là mở miệng ra hỏi thôi. Mở miệng ra hỏi thôi là xong chuyện rồi. Mà mình không chịu hỏi rồi đem về mình hoài nghi.